Y học tức là các vùng trong cơ thể mà tiết hormone thì có ba vùng chính. Thứ nhất đó là vùng cao nhất, đó là vùng dưới đầu. Vùng dưới đầu là tiết ra hai nhóm hormone, đó là hormone kích thích và hormone ức chế. Thì cái vùng tiếp theo đó là vùng tuyến yên. Tuyến yên á là gồm có hai thùy trước đó là thùy tuyến, thùy sau là thùy thần kinh. Thì thùy trước nó tiết ra 8 hormone, đó là hormone GH, hormone tăng trưởng, hormone TH tức là hormone kích thích tuyến giáp, hormone ACTH hormone kích thích vỏ thượng thận, hormone FSH hormone kích thích nang trứng, hormone LH là hormone kích thích hoàn thể, và cuối cùng đó là hormone prolactin tức là hormone kích thích bài tiết sữa. Còn thùy sau tuyến yên có hai hormone, đó là hormone ADH và oxytocin. Hormone ADH là hormone chống bài niệu và hormone oxytocin đó là hormone kích thích cơ bắp tử cung. Và các vùng thấp hơn người ta gọi đó là vùng tuyến đít, là nó có nhiều là hormone tuyến đít, tuyến giáp, tuyến cận giáp, rồi tuyến vỏ thượng thận, tuyến tủy thượng thận, rồi tụy nội tiết và nhiều một số hormone khác. Thì cái phần đầu tiên mà muốn trong cái phần sinh lý bệnh này, trước khi học sinh lý bệnh thì mình phải nắm về cái sinh lý tức là cái bình thường. Thì khi biết được cái bình thường thì mình mới biết được, cái giải thích được cái bất thường tức là các rối loạn. Bây giờ trong cái rối loạn chức năng hệ nội tiết nó chia làm 3 dạng. Dạng thứ nhất đó là dạng ưu nang, dạng thứ hai đó là dạng nhược nang, và dạng thứ ba đó là dạng rối loạn chức năng. Thì ưu nang là gì? Có phải là khi một hormone mà nồng độ cao hơn so với bình thường, khi mà ở trong máu nồng độ cao hơn bình thường thì người ta có gọi nó là ưu nang không? Thì điều này chưa chắc. Một hormone khi mà cái nồng độ của nó ở dạng hoạt động cao hơn so với cái nồng độ sinh lý thì người ta mới gọi đó là dạng ưu nang. Tại vì chính cái dạng hoạt động này là một cái dạng mà gây đáp ứng sinh lý của tế bào. Như vậy, ưu nang khi mà cái nồng độ hormone đó ở dạng hoạt động cao hơn so với cái nồng độ mà gây đáp ứng sinh lý. Một hormone nó có thể là tổng cái nồng độ của nó trong máu rất thấp, nhưng mà cái mình định lượng được cái dạng hoạt động của nó tăng hơn so với bình thường thì nó vẫn là ưu nang. Như vậy là bây giờ nhược nang thì ngược lại tức là khi mà cái nồng độ của cái hormone đó ở dạng hoạt động nó thấp hơn so với nồng độ sinh lý thì người ta gọi đó là nhược nang. Có những hormone cái nồng độ tổng nồng độ của nó trong trong máu rất là cao, nhưng mà cái dạng hoạt động của nó thấp thì nó vẫn ở ở dạng nhược nang. Còn rối loạn chức năng nghĩa là gì? Dạng thứ ba đó là rối loạn chức năng. Rối loạn chức năng nghĩa là nó có cái hormone vừa cao, có cái hormone mà nồng độ vừa thấp. Mình đưa ra một ví dụ cụ thể. Trong cái hội chứng mà sinh dục thượng thận bẩm sinh thì nó có một cái rối loạn về cái enzyme để tổng hợp hormone cortisol. Cho nên trong cái khâu mà tổng hợp hormone vỏ thượng thận đó thì nó sẽ bị trong cái dây chuyền nó bị đứt một và đứt đoạn, cho nên cái tổng hợp hormone cortisol nó bị chặn lại. Cho nên cái nồng độ cortisol nó rất là thấp. Mà ngược lại, cái dây chuyền con đường mà tổng hợp hormone androgen nó dồn qua con đường tổng hợp hormone androgen, cho nên cái nồng độ hormone androgen trong trong máu rất là cao. Nó gây ra cái hội chứng nam hóa.
Đây là một trường hợp về rối loạn chức năng. Phần tiếp theo đó là mình nói về nguyên nhân của bệnh nội tiết. Nguyên nhân của bệnh nội tiết thì mình sẽ đi từ từ cái phần phần cao cho đến phần thấp. Phần cao nhất đó là các vùng. Phần cao nhất đó là mình dồn vào hai cái nhóm, đó là cái nhóm vùng dưới đầu và tuyến yên, thì người ta gọi đó là vùng vùng cao nhất, đó là vùng thần kinh. Khi mà các tổn thương của cái vùng dưới đầu hoặc là tuyến yên, thì các em biết rồi, vùng dưới đầu và tuyến yên nó sẽ điều khiển các tuyến đít. Cho nên khi mà cái vùng thần kinh này nó bị tổn thương thì nó sẽ điều hòa cái hoạt động của tuyến đít, mà hầu như là đó là nhược năng, thì trong trường hợp là nhược năng. Tương tự như vậy, trong trường hợp mà chấn thương, khi mà chấn thương thì chấn thương vào cái vùng, bất kỳ vùng nào, vùng dưới đầu, tuyến yên hoặc tuyến đít, thì nó cũng gây nên các bệnh lý nội tiết. Và trong trường hợp này là hầu như đó là nhược năng. Và tương tự như vậy, nguyên nhân về hoại tử thì cũng có thể là do bị nhiễm trùng, nhiễm độc, hoặc là do bị tắc mạch, huyết khối, thì nó vẫn gây ra hoại tử. Hoặc là có những trường hợp đặc biệt, đó là trường hợp mà bị hại huyết áp trong hội chứng suy hàn, tức là nó huyết áp của bệnh nhân bị thấp, cho nên nó không nuôi dưỡng được cái vùng tuyến yên, cho nên nó gây hoại tử tuyến yên, thì đó nó gây ra hội chứng suy thì trước tuyến yên. Còn nguyên nhân do u thì trong trường hợp này là hầu trong trường hợp u á, thường thường là nó tăng chức năng, cho nên trong trường hợp này là u nang. Rồi viêm nhiễm, rồi trong ngộ độc, hay là bị chiếu tia xạ, chiếu xạ trong các điều trị các bệnh lý mà ác tính á, khối u ác tính á, thì người ta dùng chiếu xạ. Thì chiếu xạ có thể mình chiếu xạ trực tiếp vào cái tuyến đó, hoặc là chiếu xạ lân cận cũng ảnh hưởng đến cái vùng tiết hóc môn đó, cho nên nó cũng bị gây ra các bệnh lý nội tiết. Và thường thường trong trường hợp này đó là nhược năng. Trường hợp tiếp theo đó là thiếu nguyên liệu để tổng hợp hóc môn, và cụ thể đó là trong trường hợp khi mà thiếu muối iốt, thì cái nguyên liệu mà để tổng hợp T3, T4 nó thiếu, cho nên nó gây nên bệnh cảnh của một cái bướu giáp đơn thuần, tức là bướu giáp bình giáp. Rồi nguyên nhân do miễn dịch, thì trong cái nhóm nguyên nhân do miễn dịch này thì đó là chủ yếu vẫn là có nguyên nhân về các bệnh tự miễn. Các bệnh tự miễn tức là các nó sinh ra các tự kháng thể và chống lại cơ thể của chính mình. Thì đặc biệt là hai cái ví dụ điển hình đó là bệnh Basedow. Bệnh Basedow tức là nó sinh ra các tự kháng thể, tức là các tự kháng thể này nó sẽ kích thích vào các thụ thể T khác, cho nên nó kích thích liên tục, dẫn đến là T3, T4 do tế bào não giáp nó sản xuất liên tục, cho nên gây ra bệnh cảnh của Basedow. Thứ hai là bệnh đái đường tiếp 1, đái tháo đường tiếp 1 thì nó sẽ sinh ra các tự kháng thể chống lại tế bào beta, cho nên gây hỷ hoại tế bào beta, cho nên tế bào beta không tiết được insulin, gây đái tháo đường tiếp 1. Rồi nguyên nhân về do di truyền, bây giờ mình đi cái phần tiếp theo đó là vai trò tương tác giữa các tuyến nội tiết. Thì như các em đã biết á, là có nhiều cái tác dụng các tuyến nội tiết nó hoạt động, nhưng mà nó tuy là có nhiều ảnh hưởng qua lại, nhưng mà nó đều có một cái mục đích là để tạo một sự thống nhất trong cơ thể của chúng ta. Thì nó có nhiều tác dụng hiệp đồng, tác dụng đối kháng, tác dụng kiềm chế, rồi nhiều tác dụng qua lại tương tác với nhau. Nhưng mà mình chia ra làm hai nhóm, đó là tác dụng hợp đồng, tức là hỗ trợ lẫn nhau cùng các tác dụng với nhau, và các tác dụng thứ hai đó là tác dụng đối kháng.
Mình đưa ra một ví dụ cụ thể đó là các nhóm hormone như nhóm hormone adrenaline, hormone tuyến giáp tức là hormone T3 T4, hormone của vỏ thượng thận đặc biệt là cortisol, rồi hormone tăng trưởng tức là hormone của tuyến yên đó, thì những hormone này làm tăng đường máu. Như vậy là cortisol, adrenaline, DH rồi hormone tuyến giáp nó đều làm tăng đường máu, như vậy nó có tác dụng hợp đồng lẫn nhau, gọi là tác dụng hợp đồng, hiệp đồng. Một ví dụ nữa là đó là hormone tyrosine tức là hormone T4 của tuyến giáp đó, nó và hormone cortisol đều là hormone gây sinh nhiệt, tức là khi cơ thể mình bị lạnh thì cái nồng độ T4 và nồng độ cortisol nó tiết ra nhiều hơn so với bình thường để cơ thể mình chống lạnh. Thì đây là những hormone nó hợp đồng với nhau để cho bảo vệ cơ thể mình trong những lúc mà bị lạnh. Còn tác dụng đối kháng, mình đưa ra một ví dụ như lấy một con chó, nếu mình cắt cái tủy của con chó thì nó sẽ gây ra các bệnh cảm đái tháo đường ở con chó. Bây giờ nếu mình cắt cái tủy của con chó đồng thời mình cắt luôn cái vỏ thượng thận thì con chó này nó không bị đái tháo đường, hoặc có bị đái tháo đường thì đái tháo đường rất là nhạt. Như vậy qua ví dụ này mình thấy rằng tác dụng đối kháng giữa tủy và vỏ thượng thận nó có tác dụng trong cái đái tháo đường, nó đối kháng, cho nên khi mà cắt một cái tủy thì nó sẽ gây đái tháo đường, nếu mà cắt cả hai thì nó sẽ không ra đái tháo đường. Dù là đối kháng hay là hợp đồng nhưng mà cái tính này người ta phân loại như vậy cũng là tương đối thôi chứ không phải là cái gì cũng tuyệt đối hết. Mình đưa ra một ví dụ như hormone insulin và glucagon. Hormone insulin là một hormone làm hạ glucose máu. Hormone glucagon đó là hormone làm tăng glucose máu. Hai hormone này là đối kháng với nhau. Nếu mình nói về tác dụng, nếu mình phân chia tác dụng là đối kháng với nhau. Tuy là đối kháng với nhau nhưng mà nó lại mục đích đối kháng của nó tức là bảo vệ cơ thể mình. Khi mà mình ăn vào sau một bữa ăn nhiều glucid thì insulin nó tiết ra để cho cái gluco máu nó sẽ đi vào trong tế bào. Còn giữa bữa ăn á thì đường máu thấp thì insulin ức chế insulin tiết, thì lúc đó glucagon nó sẽ tiết ra để nó phân giải glycogen thành gluco. Mục đích là để cho cơ thể mình luôn luôn có một cái nồng độ glucose máu nó ổn định để cơ thể mình hoạt động. Như vậy tuy là đối kháng nhưng mục đích của nó cũng là bảo vệ cơ thể mình. Hoặc là mình đưa ra một ví dụ như là hormone, các em biết là hormone của tuyến hạnh giáp nó có vai trò làm tăng canxi máu. Bây giờ nếu mà trong trường hợp mà canxi máu tăng nhiều thì cái hormone tuyến hạnh giáp nó sẽ tăng tiết canxi tony, mục đích là nó làm hạ canxi máu bớt. Thì hai hormone này, hormone canxi tony và hormone PTH nó đối kháng với nhau, nhưng mà tuy là tác dụng đối kháng nhưng mà nó vẫn có cái hợp đồng với nhau là để bảo vệ cơ thể mình, tức là đưa cái nồng độ canxi máu trở về bình thường. Thì như vậy là người ta chia theo cái tác dụng vậy thôi, nhưng mà tất cả các hợp đồng hay là đối kháng mục đích là đều đưa về cơ thể mình về một cái nồng độ sinh lý. Vai trò của tự miễn trong bệnh sinh lý thì như nãy thầy cũng đã nói rồi, là trong ví dụ như bệnh đái tháo đường và bệnh Basedow. Bây giờ mình sẽ nói về các cơ chế cơ bản của bệnh nội tiết. Các cơ chế này thì rối loạn thì mình biết rồi, các vùng nội tiết trong cơ thể là có ba vùng: vùng dưới đầu, vùng tuyến yên và vùng tuyến giáp. Vùng dưới đầu, vùng tuyến yên và vùng tuyến đít. Thì khi mà rối loạn từ trung ương nó có thể là rối loạn ở ngay tại tuyến yên, hoặc rối loạn ngay ở vùng dưới đầu, hoặc là rối loạn tuyến đít, thì nó đều gây ra các bệnh cảnh của bệnh lý nội tiết tại tại vùng đó. Nhưng mà nếu mà rối loạn tại tuyến đít
thì nó sẽ bị rối loạn một tuyến thôi. Còn nếu mà rối loạn tại vùng tuyến yên và vùng vùng dưới đầu thì thường là rối loạn đa tuyến nội tiết. Tại vì vùng dưới đầu nó điều khiển tuyến yên, mà tuyến yên nó là có 8 hormone. Như vậy khi mà rối loạn vùng dưới đầu thì nó sẽ rối loạn vùng tuyến yên, mà rối loạn vùng tuyến yên thì nó sẽ rối loạn tám cả cái hệ 8 hormone, thì cái vùng tuyến đích nó sẽ bị rối loạn theo. Còn khi mà rối loạn ở vùng tuyến đích thì tuyến nào bị rối loạn thì nó sẽ gây bệnh cảm của tuyến đó, thì nó cũng tương tự như vậy, nó sẽ gây ra cái ưu nam nhược nam, rối loạn chức năng. Cái phần mà trọng tâm của trong cái cơ chế này mình lưu ý đó là cái phần mà rối loạn sau cái bài tiết hormone, phần đó là phần quan trọng. Các em biết rằng một hormone muốn gây đáp ứng sinh lý thì nó phải như thế nào, nó phải đáp ứng và thỏa mãn cái điều kiện gì. Một hormone nó muốn gây đáp ứng sinh lý của một cơ quan thì nó phải hormone đó trước mắt là nó phải gắn vào các cụ thể của tế bào, tức là các receptor trong tế bào của tế bào. Thì receptor là có mấy loại? Receptor nó có 3 loại. Loại thứ nhất là receptor nằm bên màng tế bào, đó là hormone của nhóm axit amin hoặc polypeptide. Thứ hai, receptor nằm ở trong bào tương, đó là hormone của nhóm steroid, tức là hormone sinh dục và thượng thận. Và hormone thứ ba, cơ chế thứ ba đó là cơ chế hormone tác dụng của receptor nằm ở trong nhân tế bào, đó là đại diện, đó là hai nhóm hormone có nguồn gốc từ tyrosine, đó là axit amin tyrosine, đó là hormone của tủy thượng thận và hormone tuyến giáp. Thì như vậy là một hormone nó muốn tắt, nó gây đáp ứng sinh lý thì nó phải gắn kết với receptor, có thể nằm ở màng tế bào, nằm ở bào tương hoặc là nằm ở trong nhân tế bào. Bây giờ mình giả sử hormone insulin nó muốn glucose máu muốn đi vào trong tế bào thì phải có insulin. Khi mà insulin nó gắn vào được trong cái thụ thể của receptor của tế bào, tế bào tế bào rồi, thì lúc đó nó mới làm cho cái tính thấm của tế bào đối với glucose tăng lên, thì tế bào nó mới đi vào được trong glucose mới đi vào được trong tế bào. Còn nếu mà không có insulin thì nó không vào được trong tế bào, cho nên nó gây nên cái bệnh cảm đái tháo đường tuyến 1. Thì bây giờ cái rối loạn bài tiết, rối loạn tuyến nội tiết mà sau bài tiết nghĩa là gì? Các em biết rằng là một hormone khi mà nó được phóng thích từ tuyến nội tiết đi vào trong máu thì nó sẽ ở hai dạng, đó là dạng nhất, đó là dạng cái chân, tức là dạng gắn với protein vận chuyển, và một cái thứ hai đó là dạng tự do. Thì chính hồi nãy mình nói là một hormone ưu nam hay là nhược nam thì nó tùy thuộc vào cái dạng tự do này, tức là nó cái dạng tự do này nồng độ cao hoặc thấp hơn so với cái nồng độ sinh lý. Cho nên cái dạng tự do này chính là dạng mà tác dụng hormone. Thì nếu trong trường hợp protein gắn với lại cái hormone này quá thấp, như vậy nó không đủ gắn kết toàn bộ hormone, thì cái dạng tự do này nó sẽ tăng, thì nó sẽ gây nên bệnh cảnh ưu nam. Một trường hợp tiếp theo nữa đó là sau khi hormone nó được vào cơ thể, nó được phóng thích từ vào trong máu, nếu nó bị cái dạng tự do của nó bị một cái loại kháng thể, tức là tự kháng thể của cơ thể mình nó ức chế cái hormone này, thì nó sẽ gây ra một cái dạng, đó là dạng nhược nam. Tức là hormone này nó tiết ra dạng tự do nhưng mà bị một cái kháng thể nó
từ kháng thể nó sẽ tạo ra một thích hợp kháng nguyên kháng thể làm cho ức chế cái kháng bom này, cho nên kháng bom này là tác dụng là vô hiệu. Thì trong trường hợp này nó sẽ gọi là rối loạn dạng nhược na, hoặc là một cái dạng thứ ba, đó là một cái dạng gọi là thụ thể liên quan đến thụ thể, tức là receptor, tức là một hormone nó tiết ra đầy đủ và hàm lượng của nó đầy đủ, protein vận chuyển của nó gắn kết cũng đầy đủ ở dạng tự do rất là bình thường, thậm chí hoặc là ưu nan. Nhưng mà cái thụ thể, tức là số lượng thụ thể hoặc là số lượng receptor của nó bị quá thấp thì nó vẫn gây ra, tức là giảm cái độ nhạy cảm của hormone đó. Thầy đưa ra một ví dụ như trong các bệnh mà đái tháo đường ở người béo phì, tức là đái tháo đường tiếp 2. Thì đái tháo đường tiếp 2 này, do những người này người ta ăn cái đường, cái lượng đường trong máu quá cao, thì trong một thời gian kéo dài thì nó sẽ làm cho các thụ thể của insulin này càng ngày nó càng giảm dần. Sau một thời gian thì cơ thể mình vẫn tiết đầy đủ insulin, nhưng mà cái số lượng thụ thể này nó bị giảm, cho nên nó cái insulin này tiết ra thì nó đầy đủ nhưng mà nó không gắn kết được receptor đầy đủ, thì chính vì vậy nó không làm cho cái tính thấm của tế bào nó được bình thường, mà nó giảm dần và làm cho gluco nó không thấm được trong tế bào, không được đi qua tế bào, cho nên nó vẫn gây ra bệnh chẳng đái tháo đường ở người béo phì, tức là đái đường ở người mập. Bây giờ hồi nãy giờ mình đã nói về các rối loạn, bây giờ mình sẽ dùng các kiến thức vừa rồi và kiến thức sinh lý mình đã học, tức là các cơ chế về feedback. Thì trong cơ chế feedback tôi nhắc lại cho mấy em là có hai dạng cơ chế feedback, đó là cơ chế feedback dương tính và cơ chế feedback âm tính, tức là cơ chế điều hòa ngược dương tính và cơ chế điều hòa ngược âm tính. Khi nào gọi là cơ chế điều hòa ngược dương tính? Tức là tôi đưa ra một ví dụ, khi mà mình đi vào trong vùng lạnh, thí dụ như bây giờ các em đi từ Đà Nẵng đi vào Sapa, đi ra Sapa, thì khi mà mình đến cái vùng Sapa thì rất là lạnh, nhiệt độ âm, thì bây giờ cơ thể mình tiết ra hai hormone chính mà để tăng sinh nhiệt, đó là hormone cortisol và hormone tuyến giáp, đó là hormone T3, T4. Chính là hormone này là hormone tăng sinh nhiệt để cho cơ thể mình bảo vệ cơ thể mình chống lạnh đó. Thì nếu nồng độ T3, T4 và nồng độ cortisol tăng cao, nhưng mà T3, T4 tăng cao, cortisol tăng cao, thì nó sẽ xuất hiện thêm một cơ chế gọi là cơ chế điều hòa ngược dương tính. Thì lúc này nó sẽ, khi T3, T4 tăng cao, cortisol tăng cao, thì nó đồng thời T3, T4 tăng và cortisol tăng, nó sẽ feedback về vùng nhĩ đầu và tuyến yên, nó tăng tiếp vùng tuyến yên á, thì nó sẽ tăng tiếp TNH, vùng tuyến yên này nó sẽ tăng tiếp ACTH. Khi mà ACTH và TNH càng tăng thì nó lại kích thích vùng tuyến giáp và vùng vỏ thượng thận, nó càng tăng tiếp cortisol và T3, T4. Như vậy thì khi T3, T4 tăng thì nó dẫn đến một điều, đó là ACTH và TNH tăng, thì cuối cùng dẫn đến T3, T4 càng tăng và cortisol càng tăng. Như vậy là khi, đó là cơ chế này là gọi là cơ chế điều hòa ngược dương tính, tức là khi mà nồng độ hormone tuyến đích càng tăng thì nó sẽ kích thích vùng dưới hay để mục đích làm cho hormone tuyến đích càng tăng. Trong trường hợp này người ta gọi đó là cơ chế điều hòa ngược dương tính, tức là feedback dương tính. Ngược lại, trong các trường hợp khác thì trong một cái bệnh cảnh của một cái bú giáp đơn thuần, tức là bú giáp ở những người mà bị thiếu iốt, tức là những người mà ở vùng núi cao nó bị thiếu iốt, thì khi mà thiếu iốt thì cái nguyên liệu để tổng hợp hormone T3, T4 nó bị thiếu, lúc đó T3, T4 nó giảm. T3, T4 nó giảm thì nó sẽ kích thích lên vùng tuyến yên và vùng dưới đầu, tăng tiếp TRH và TH. Khi mà TRH và TH tăng tiếp thì lúc đó nó sẽ bắt cái tế bào nang giáp càng sản xuất T3, T4.
Để mục đích làm gì? Tức là để tạo ra T3, T4 càng nhiều để đảm bảo cái nồng độ sinh lý. Nhưng mà dù là TSH và TRH nó tăng tiếp, nhưng mà cái iốt không có là chịu, không có nguyên liệu để tổng hợp T3, T4, thì cái nồng độ T3, T4 nó cũng vẫn giảm, cho nên nó càng ngày nó càng kích thích đến vùng dưới đầu và tuyến yên, càng tăng tiết TRH và TSH, thì cuối cùng dẫn đến một bệnh cảnh đó là bướu giáp bị kích thích. Thì các anh biết rằng hormone TSH là hormone nó có hai vai trò, đó là vai trò về chức năng và vai trò về phát triển, tức là nó làm cho tuyến giáp nó tăng hoạt động và đồng thời nó làm tăng cái thể tích. Cho nên cuối cùng cái bướu tạo nên một bướu giáp, tức là bướu cổ họ càng ngày càng to. Bây giờ nếu mình bổ sung iốt cho các bệnh nhân đó, học cho cái vùng mà dịch tễ bị thiếu iốt, thì cái hiện tượng mà bướu giáp nó sẽ bị lớn, nó sẽ bị ngừng lại liền. Thì đó là trong trường hợp này, đó là cơ chế feedback âm tính như vậy. Trong hai cơ chế feedback âm tính và cơ chế feedback dương tính, thì cơ chế feedback dương âm tính nó chiếm một cái vai trò rất là quan trọng và nó giải thích rất là nhiều bệnh, và từ đây mình sẽ nắm được cái một bệnh lý, tức là một sinh lý bệnh. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cái cơ chế mà đầu tiên, đó là khi mà cái dùng điều trị corticoid lâu dài thì gây teo tuyến thượng thận. Thì cái cơ chế này em nào giải thích được, ai giải thích được cái cơ chế mà khi mà bệnh nhân bị viêm khớp hoặc là bị mấy bệnh về khớp, thì người ta thường khi mà trường hợp nặng á, thì người ta thường điều trị bằng corticoid kéo dài thì nó sẽ gây teo tuyến thượng thận. Lớp trưởng lớp A giải thích: thứ nhất là dùng corticoid lâu ngày sẽ gây teo tuyến thượng thận. Lớp trưởng lớp B giải thích: vì sao khi cắt một bên của tuyến thượng thận thì nó sẽ gây phì đại tuyến thượng thận còn lại. Xin mời. Mở micro đi em, cho chuẩn bị 2 phút. Mời lớp trưởng lớp A đi. Lớp trưởng lớp A là ai? Dạ thầy. Thầy nói lại nè, khi mà mình điều trị corticoid lâu ngày, các em biết corticoid là hormone nào không? Lớp trưởng lớp A nào lên tiếng đi, rồi thầy hỏi, rồi thầy vừa hỏi vừa giải thích luôn cho. Dạ em đây này. Em bây giờ thầy nói nè, corticoid tức là hormone nào, nó giống hormone nào? ACTH. Không, corticoid là hormone, tức là cortisone đó, tức là corticoid tức là hormone cortisone ở dạng tổng hợp đó, đúng không? Mà cortisone là có hormone nhóm ăn của tuyến nào? Tuyến thượng thận, đúng không? Phải không? Tuyến thượng thận tiết ra máy, tuyến vỏ thượng thận tiết tiết ra máy hormone. Vỏ thượng thận tiết ra máy hormone, máy loại hormone. Vỏ thượng thận tiết ra ba loại hormone. Thứ nhất là hormone chuyển hóa đường, đó là đại diện là cortisol, tức là corticoid nè, corticoid là cortisol tổng hợp đó, hiểu chưa? Hormone thứ hai đó là hormone chuyển hóa muối, tức là aldosterone. Thứ ba là hormone giống như là testosterone, tức là hormone androgen, mình phải nắm cái đó.
Như vậy thì vì sao? Giả sử như trong bị bệnh viêm đa khớp dạng thấp hoặc là các bệnh tự miễn thì người ta sẽ điều trị corticoid. Thì khi mà điều trị hoặc là các bệnh khác khi mà điều trị corticoid kéo dài thì nó sẽ gây teo tuyến thượng thận. Thì em giải thích vì sao? Mình dùng cơ chế nào mình giải thích? Thôi lớp trưởng lớp B trả lời giúp. Trong này, trong lớp này có ai tên Nguyễn, Nguyễn Mạnh Quý không? Có không? Mời Nguyễn Mạnh Quý trả lời đi. Nguyễn Mạnh Quý đâu, trả lời cho thầy nha. Nào, trả lời không được đúng không? Nói đi, trả lời không được, thầy giải thích. Được không? Thầy trả lời không được thầy. Âm thanh nhỏ như vậy. Nói đi, nói cho thầy nghe. Được không? Thích đi, cái này dễ mà. Các em cứ dùng cái chế. Con teo chắc là do quen thuốc đúng không thầy? Không. Quen thuốc trong một thời gian dài. Không đúng. Mình dùng cái chế feedback mình giải thích nhé. Feedback âm tính rất là dễ. Thôi được rồi, ta để thầy giải thích cho. Mình dễ, rất là dễ để mình biết được sau này mình giải thích bệnh. Ví dụ như trong bệnh basidol thì T3 T4 nó tăng thì tế giá nó sẽ giảm, đó là cái chất viết âm tính. Thì các em mới học có biết chứ. Bây giờ của mình rồi, bệnh nhân bị bệnh khớp hoặc là bệnh tự miễn thì mình sẽ điều trị corticoid lâu dài. Khi mà điều trị corticoid tức là cortisone đó, khi mà cortisone nó cao tức là cortisone là đại diện giác môn của bỏ thượng thận. Khi mà cortisol nó cao thì nó sẽ ức chế cái vùng dưới đầu và tuyến yên, giảm tiết ACTH đúng không? CRH, vùng dưới đầu sẽ giảm tiết CRH và vùng tuyến yên sẽ giảm tiết ACTH. Khi mà ACTH giảm thì ACTH có vai trò là vừa kích thích cái hoạt động chức năng của tuyến bỏ thượng thận mà vừa làm cho cái tuyến này nó phát triển nữa. Như vậy là khi mà ACTH nó giảm thì cái tuyến này nó sẽ teo lại thôi chứ có gì đâu, đúng không? Nó giảm chức năng, nó giảm kích thích hoạt động thì cái tuyến này nó sẽ bị teo lại. Tương tự như vậy, một cái bệnh lý u vỏ thượng thận bên phải, bây giờ mình sẽ cắt cái vỏ thượng thận bên phải. Thì bây giờ khi mà cắt vỏ thượng thận bên phải thì cái nồng độ cortisol trong máu nó sẽ giảm. Nó sẽ giảm thì nó sẽ kích thích vùng dưới đầu tăng tiết CRH, kích thích vùng tuyến yên tăng tiết ACTH. Khi mà ACTH nó tăng thì nó sẽ kích thích cái vỏ thượng thận. Nhưng bây giờ mình cắt bên phải là còn một bên trái thì nó kích thích bên trái thôi, nó mà muốn đảm bảo cái nồng độ một bên làm việc thì nó kích thích càng nhiều hơn, cho nên cái tuyến bỏ thượng thận bên trái nó sẽ phì đại lên so với bình thường, đúng không? Như vậy thì mình dùng corticoid lâu ngày một tiết lâu ngày thì sẽ gây teo tuyến thượng thận hai bên. Còn trong trường hợp mình cắt một tuyến thì cái tuyến còn lại nó sẽ hoạt động hết, nó hoạt động để nó bù lại so với tuyến bên kia chứ, cho nên nó làm phì đại. Hoặc là trong cái hội chứng sinh dục thượng thận, các em thấy rằng là do khiếm khuyết về cái enzyme mà tổng hợp cái hormone sinh dục cũng như là hormone thượng thận, tức là hormone cortisol, hormone androgen. Thì khi mà cái chuỗi phản ứng của tổng hợp các hormone mà cortisol nó bị chặn lại thì nó dồn qua, nó chuyển qua tổng hợp hormone androgen, cho nên cái nồng độ hormone androgen nó tăng. Thì có một cái sơ đồ trong sách rất là rõ. Rồi bây giờ mình, các em biết là hormone tuyến giáp là nó khi nó phóng thích từ cái tế bào, là từ cái dịch keo giáp ra, thì khi mà phóng thích vào thì nó sẽ gắn với một hormone gọi là hormone tyrosine binding tyrosine binding globulin, tức là một cái globulin này nó gắn với lại hormone tuyến giáp. Tức là khi mà nó gắn vào thì nó gắn 98% là dạng kết hợp,
còn chỉ có 2% đã dặn tự do thôi. Như vậy 2% ở dạng tự do này của T4 tức là 2% ở dạng này, tức là dạng hoạt động, tức là dạng có tác dụng sinh lý. Nhưng mà trong các bệnh lý bị giảm, sụt giảm protein, bị sụt giảm protein thì cái nồng độ mà globulin này nó bị thấp, cho nên cái nồng độ của hormone ở dạng tự do này nó có thể tăng cao hơn, nó có thể lên 4% hoặc 5%, thì nó sẽ gây tăng hoạt động của tuyến, của tuyến giáp. Như vậy là trong trường hợp này đó là ưu nan. Rồi mình đưa ra một cái ví dụ hồi nãy mình cũng vừa mới nói, đó là đái tháo đường ở người, ở người béo phì, tức là đái tháo đường tiếp 2 đó, thì nó bị sụt giảm cái thụ thể, nó bị sụt giảm số lượng thụ thể, cho nên cái insulin tiết ra đủ nhưng mà nó không đáp ứng, nó gây giảm đáp ứng tế bào, cho nên nó vẫn gây đái tháo đường tiếp 2, từ đái tháo đường người béo phì. Hoặc là một cái dạng khác, các em biết rằng một hormone nó bị thoái hóa, thường thường là thoái hóa ở gan, thoái hóa ở gan. Thì bây giờ nếu có các bệnh lý về gan, giả sử như bệnh sơ gan hay là u gan, thì nó làm cho cái chức năng gan nó bị giảm. Mà chức năng gan của nó bị giảm thì nó sẽ dẫn đến là cái sự thoái hóa của cái hormone này nó giảm, nó sự thoái hóa của hormone này nó tăng, cho nên nó làm cho cái thời gian tác dụng của hormone nó kéo dài. Thì trong trường hợp này người ta gọi đó là ưu nan. Bây giờ mình sẽ đi, hồi nãy giờ hồi sáng đến giờ là mình nói về các cơ chế hay là các cái dạng tác dụng của hormone, rồi các nguyên nhân gây ra các bệnh lý hormone. Bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể từng vùng. Thì vùng đầu tiên đó là rối loạn của vùng cao. Cái vùng dưới đầu thì các anh biết rồi, vùng dưới đầu nó tiết ra hai nhóm, đó là hormone kích thích và ức chế thôi. Ví dụ như hormone DHRH tức là hormone kích thích tuyến yên tăng tiết DH, hay là hormone RHIH tức là hormone ức chế tuyến yên tiết DH, tức là khi mà RHRH này nó tiết ra nhiều thì tuyến yên nó sẽ tăng tiết DH, còn khi mà RHIH nó tiết ra nhiều thì tuyến yên nó sẽ giảm tiết DH. Nó rất là đơn giản, cho nên chủ yếu mình sẽ tập trung vào hai phần chính, đó là phần vùng tuyến yên và vùng tuyến đích. Thì thứ nhất mình sẽ đi vào rối loạn chức năng của vùng tuyến yên. Thì đầu tiên đó là thiểu năng toàn bộ, thiểu năng toàn bộ tuyến yên, người ta còn gọi là hội chứng Simon, tức là nó bị nhược năng toàn bộ tuyến yên. Tức là cái bệnh này cũng có thể là bệnh bẩm sinh hoặc là bệnh mắc phải, thì nó tổn thương 95% cái tuyến yên trở lên, thì nó gây ra hội chứng là thiểu năng toàn bộ. Thì các em biết rồi, cái vùng tuyến yên nó tiết ra 6 hormone, còn 2 hormone thì sau tuyến yên thực sự ra là nó sản xuất ở vùng dưới đầu, tức là sản xuất ở nhân tinh thể và nhân cạnh não thắt, cho nên mình không kể vào. Như vậy là hormone tăng trưởng này, hormone kích thích tuyến giáp này, hormone kích thích tuyến vỏ đường tạng này, hormone kích thích năng trứng và hoàn thể cũng như hormone bài tiết sữa, nhưng mà chủ yếu trong hội chứng này nó sẽ giảm ba cái loại hormone chính, đó là hormone tăng trưởng, hormone kích thích tuyến giáp, hormone sinh dục. Như vậy ba nhóm hormone này. Như vậy là khi bị những bệnh này thì cơ thể nó sẽ như thế nào? Nếu mà trong trường hợp mà nó bị giảm ở cái tuổi nhỏ thì có phải là bị DH thì nó chiều cao nó sẽ bị chặn lại, cho nên cơ thể nó không phát triển về chiều cao, hoặc là cơ thể sẽ không có cái tuổi dậy thì, đúng không, mất khả năng sinh sản, hoặc là khi mà hormone DH nó giảm thì nó sẽ gây ra cái giảm chuyển hóa, cơ thể nó không phát triển, thân nhiệt nó hạ thân nhiệt, không có chuyển hóa cơ thể. Đó là trong trường hợp mà thiểu năng toàn bộ. Bây giờ mình đi trường hợp thứ hai, đó là ưu năng của tuyến yên. Thì thường thường là ưu năng của tuyến yên chủ yếu là ưu năng thì trước thôi, chứ thì sau thì
thì liên quan tới ADH và oxytocin, nhưng mà chủ yếu là ADH. Thì ưu năng thì trước thì nó cũng có nằm trong cái giai đoạn, nếu mà ưu năng toàn bộ hay là từng vùng nữa, bây giờ mình sẽ đi vào đó. Khi mà ưu năng liên quan đến hormone tăng trưởng, tức là ưu năng liên quan đến hormone ADH thì nó sẽ như thế nào. Nếu mà liên quan đến hormone ADH thì liên quan đến cái sự tăng trưởng của cơ thể. Thì nếu mà bị ưu năng thì trước trong cái giai đoạn mà trẻ em, thì cơ thể lúc đó cái nồng độ ADH nó tăng cao, thì nó sẽ làm tăng chiều dài của xương, và đồng thời nó tăng cái kích thước của phủ tạng, thì nó sẽ làm ra cái bệnh gọi là bệnh người khổng lồ. Còn nếu mà mụn hơn, tức là trong cái giai đoạn mà khi con người là người trưởng thành, tức là như độ tuổi các em rồi, mà bây giờ nó ADH nó tăng, thì lúc này cái chiều dài của xương nó đã hết phát triển rồi, cho nên lúc bây giờ thì xương cũng như phủ tạng nó phát triển theo chiều ngang, cho nên làm cho những cái xương già, ví dụ như là xương trán, xương hàm, xương cột sống, hoặc là xương chậu, hoặc là xương của mấy cái khớp xương, mấy cái đầu khớp xương đó, nó sẽ phát triển, cho nên nó gây to ra, cho nên người ta gọi là bệnh to đầu chi hay to cột chi. Rồi đó là rối loạn hormone thì trước. Thì bây giờ rối loạn hormone thì sao? Thì có hai nhóm, đó là tăng tiết ADH và thiếu ADH. Thì trong trường hợp này, thì nếu mà tăng tiết ADH thì dẫn tới hậu quả gì? ADH là hormone gì? ADH người ta gọi là hormone chống bài liệt. Khi mà tiết nhiều ADH thì nó sẽ dẫn đến là tăng tái thu nước, thì nó sẽ làm cho tăng thể tích tuần hoàn. Còn ngược lại, nó sẽ dẫn tới là làm cho huyết áp tăng thể tích tuần hoàn. Còn trong trường hợp thiếu ADH, tức là nó sẽ dẫn đến là không tái thu nước ống lượng được, cho nên bệnh nhân gây nên cái bệnh cảm đái nhiều. Khi mà đái nhiều sẽ uống nhiều, cho nên sẽ dẫn đến một bệnh cảm của bệnh đái thấu nhạt, tức là cái tỷ trọng nước tiểu rất là thấp. Rồi trên cái hình này các em thấy rõ, thì đây là vùng này, người ta gọi đây là vùng dưới đầu. Vùng dưới đầu này nó sẽ có, đây là cái nhân tên thị và nhân cạnh não thất này. Nhân tên thị và nhân cạnh não thất này nó sẽ sản xuất ra hai hormone, đó là hormone ADH, hormone oxytocin. Thì hai hormone này nó sẽ đi theo cái sợi trục thần kinh, nó đi xuống ở đây, nó tích lũy ở thì sau tuyến yên. Như vậy ADH và oxytocin là của vùng dưới đầu, nhưng mà nó nằm thì sau tuyến yên, cho nên người ta gọi là hormone thì sau tuyến yên. Còn hormone thì trước tuyến yên thì mình sẽ thấy có 8, có 6 hormone, đó là hormone TH, người ta gọi là hormone kích thích tuyến giáp, ACTH hormone kích thích vỏ tuyến thượng, FSH và LH tức là hormone kích thích năng lớn của hoàn thể, hormone GH là hormone tăng trưởng, hormone protein tức là hormone kích thích bài tiết sữa. Các em lưu ý là bài tiết sữa chứ không phải là bài xúc sữa. Bài xúc sữa là của hormone oxytocin. Mà bây giờ mình sẽ đi cụ thể một số bệnh. Như đây là bệnh to đầu chi, như hồi nãy thầy mới nói. Tức là bệnh nhân này biểu hiện là sao? Nó do tăng GH ở giai đoạn phát triển, đã người đã trưởng thành rồi, cho nên các em thấy cái xương phát triển theo chiều ngang, cho nên tạo nên một cái bệnh nhân gồ bị vẹo cuộc sống luôn, đúng không? Vẹo cuộc sống là mấy xương trán này, xương mặt, xương hàm nó dồ ra, nó to ra, rồi mấy cái bàn tay nó cũng to ra đó, rồi đã thậm chí là cái phủ tạng này, cái phủ tạng như là cái gan, cái tim cũng to ra, hoặc là cái lỗ mũi nó cũng to ra, là mấy xương hàm dưới nó cũng to ra, rồi các khớp nó cũng to ra, thậm chí nó gây viêm khớp. Rồi ngoài ra nó có một cái dạng gọi là rối loạn cái giới tính nữa. Thì trong cái hình này là bệnh to đầu chi. Đó. Còn nguyên nhân thiếu ADH có thể là tổn thương của vùng dưới đầu, hoặc là khi mà tổn thương vùng dưới đầu thì nó sẽ tổn thương cái hai cái vùng đó là nhân tây thị, thì nó cũng gây thiếu ADH. Hoặc là vùng tổn thương vùng tuyến yên khi mà tổn thương cái vùng thì sao tuyến yên thì cái vùng chứa của ADH, thì
thì nó sẽ gây ra bị cảm đái tháo nhập. Bây giờ mình sẽ đi vào hóc môn tuyến giáp. Thì hóc môn tuyến giáp thì cũng các em biết rằng là hóc môn tuyến giáp nó có hai loại hóc môn. Đó là hóc môn của tuyến giáp do tế bào nang giáp tiết ra, đó là hóc môn T3 và T4. Và ngoài ra tế bào cận nang giáp, tức là tế bào C, thì nó sẽ tiết calcitonin. Thì nó liên quan đến tuyến giáp thì các gồm có bệnh lý, tức là bệnh đó là suy giáp và cường giáp. Và liên quan nữa đó là liên quan đến tế bào C, đó là liên quan đến bệnh lý tiết calcitonin. Các calcitonin có vai trò làm hạ canxi máu. Mình sẽ đi một số bệnh. Đây là triệu chứng của một bệnh nhân suy giáp. Thì các em biết rằng vai trò của hóc môn tuyến giáp, tức là nó làm băng thể tích của não và cũng như là nó kích thích sự phát triển trí tuệ, tức là nó vai trò nó liên quan đến thần kinh, nó kích thích sự phát triển về mặt trí tuệ tinh thần và liên quan về thể tích, liên quan đó về mặt phát triển nó làm cho cái não to. Như vậy khi mà T3, T4 bị thiếu trong khi mà đứa bé nằm trong bụng mẹ hoặc là những tháng đầu sau sinh đó, thì nó sẽ làm cho cái não nó bị nhỏ lại so với bình thường, hoặc là nó làm cho một cái trí tuệ nó phát triển, cái thần kinh nó phát triển chậm, cho nên nó dẫn đến cái bệnh đần độn. Đây là một cái hình điển hình, các em ha, nó một cái suy giáp điển hình, tức là nó giảm chuyển hóa, cho nên khuôn mặt của nó có vẻ mập, đúng không? Rồi người nó phải chậm chạp lờ đờ. Chậm chạp là do nó giảm hóc môn của T3, T4 một phần, rồi một phần là do nó bị giảm về mặt trí tuệ nữa, cho nên người nó có phải chậm chạp. Rồi cái nó giảm chuyển hóa, cho nên nó tăng cân. Rồi nó có triệu chứng mà lông tóc móng là dễ gãi nữa. Hoặc là mấy cái lông mày nó cũng dễ gãi. Rồi da khô. Rồi các em biết rằng là hóc môn tuyến giáp đó, nó làm cho các cái liên quan đến chuyển hóa, cho nên khi mà không có chuyển hóa thì bệnh nhân không có thèm ăn, cho nên có cảm giác là chán ăn. Và tiếp theo nữa nó làm tăng cái nhu động ruột, cho nên khi mà bị triệu suy giáp thì nó sẽ gây ra triệu chứng táo bón rất là nhiều. Đây là một điển hình về cái suy giáp bẩm sinh. Còn đây bà này á, hình bà này đây là một bệnh là bướu giáp đơn thuần, tức là bà này là bị thiếu iốt, cho nên nó bị kích thích tuyến giáp liên tục để sản xuất T3, T4, nhưng mà không có cái nguyên liệu, cho nên T3, T4 nó cần sản tổng hợp, cho nên nó kích thích liên tục của TH, thì nó sẽ feedback trên TH, TH tăng thì nó kích thích vào cái vùng nang giáp, nên cuối cùng bà này cổ bà to. Đó. Thì đó là cái suy giáp. Còn bây giờ một cường giáp. Các em lưu ý trong cái ba giờ đau, đây là một khuôn mặt của bệnh nhân ba giờ đau. Vì sao mà mình thấy như vậy? Mình nhìn con mắt của người ta này, con mắt lồi đúng không? Con mắt bạn này nhìn long lanh, con mắt này sáng long lanh, người ta gọi đó là bệnh ba giờ đau. Thì trong trường hợp này là có hai cái triệu chứng, hai cái dấu chứng mà đặc hiệu của ba giờ đau, đó là lồi mắt và phù ni dưới xương chài, mà các nhóm trong bệnh khác và bệnh nhiễm độc giáp khác không có. Thì trong này là người bệnh nhân rất là nóng. Người bệnh nhân nóng. Nóng tại vì sao? Vì hóc môn T3, T4 này nó là dạng này cường giáp, tức là ưu năng tuyến giáp đó. Tức là bazodo thì nằm trong nhóm ưu năng tuyến giáp, thì nó sẽ làm cho tăng cái chuyển hóa, cho nên tăng sản nhiệt, cho nên người là nóng. Rồi chính vì tăng sản nhiệt cho nên nó sẽ tăng tiết mồ hôi để giảm nhiệt, cho nên cái mồ hôi tiết ra. Rồi cho nên cái lòng bàn tay của bệnh nhân rất là nóng ẩm. Thì các em biết là mỗi khi khám bệnh nhân Basodo, em ra cái bàn tay họ nóng ẩm y như là mấy người mà bị rối loạn thần kinh thực vật, mà hay ra mồ hôi tay, nhưng bàn tay của bệnh nhân Basodo nó nóng hơn so với bệnh nhân mà bị rối loạn thần kinh thực vật, họ ra mồ hôi nhưng mà không có nóng. Rồi chính vì cái tăng chuyển hóa cho nên bệnh nhân đối bụng liên tục, cho nên bệnh nhân rất là thèm ăn, nhưng mà ăn vào thì nó không tích lũy năng lượng dưới dạng ATP mà nó bị bẻ gãy tạo ra nhiệt, cho nên ăn nhiều nhưng mà bệnh nhân vẫn gãy. Còn ngoài ra
bệnh nhân này, khi mà các anh biết là hormone T3, T4 nó có tác dụng kích thích thần kinh, cho nên bệnh nhân này nói nhiều lắm, nói nhiều mà thậm chí là khó ngủ, rồi tăng hoạt động, thích làm việc chứ không thích ngồi yên. Rồi các em biết nữa là nó gây tăng du động, cho nên bệnh nhân hay bị giải lão. Và yếu cơ nữa, ngoài ra có triệu chứng yếu cơ nữa, nó tức là nó có quá trình dị hóa nó mạnh hơn quá trình đồng hóa, cho nên nó làm cho cơ bị giảm cái protein, cho nên cái này cần yếu cơ. Đây trường hợp này là điển hình của ba sờ đau đây. Như vậy là bây giờ mình đi tiếp theo, ngoài ra tuyến cận giáp, tức là nó có bốn tuyến nhỏ nằm ở sau tuyến giáp. Thì trong trường hợp này tuyến cận giáp thì nó cũng có hai dạng, nó một dạng ưu nang và một dạng nhược nang. Thì tuyến cận giáp tức là nó tiến ra hormone PTH, tức là parahormone, parathyroid hormone, tức là hormone tuyến cận giáp đó. Thì hormone này có vai trò, nó có vai trò gì? Nó có tác dụng tức là nó huy động canxi từ xương vào máu, tức là nó tăng cái quá trình hủy xương, tăng cái quá trình hủy xương, cho nên nó làm tăng canxi máu. Thì khi mà như vậy là khi mà, và nó đồng thời có một tác dụng ở ruột, tức là nó làm tăng hủy xương, từ tăng huy động canxi từ xương vào máu, đồng thời tăng hấp thu canxi từ ruột vào trong máu. Như vậy là hai tác dụng này nó làm tăng canxi máu. Bây giờ xuyên tuyến cận giáp, xuyên tuyến cận giáp thì cũng có hai dạng, đó là do đây là một bệnh tự miễn, có những tự kháng thể nó sẽ chống lại. Và cái thứ hai, trường hợp hay gặp đó là khi mình do bác sĩ phẫu thuật viên trong quá trình mà vì một nguyên nhân nào đó, vì nguyên nhân bệnh lý về tuyến giáp, như trong trường hợp Basel down là hay, nếu mà điều trị nội khoa thất bại thì người ta hay dùng phương pháp phẫu thuật, tức là cắt giảm giáp, hoặc là trong trường hợp bị ung thư giáp hoặc là bướu giáp nhân mà nghi ngờ thì người ta vẫn phẫu thuật cắt tuyến giáp, cắt nhân tuyến giáp. Nhưng mà những trường hợp mà đặc biệt là ung thư, thường thường người ta cắt toàn bộ tuyến giáp, thì lúc đó nó sẽ gây ra một bệnh cảnh gọi là suy giáp. Nhưng mà nếu mình cắt không cẩn thận, mình cắt hay lùn tuyến cận giáp thì cũng gây ra một cái bệnh cảnh gọi là suy cận giáp. Thì các em biết đâu, khi mà bị thiểu năng tuyến cận giáp thì canxi máu nó sẽ giảm, mà khi canxi máu nó giảm thì nó sẽ tăng cái ngưỡng kích thích thần kinh cơ, cho nên cái cơ nó rất là dễ bị kích thích. Do đó khi mà bị suy tuyến cận giáp thì nó sẽ mới giai đoạn đầu nó nhẹ, thì nó có hiện tượng gọi là co rút cơ, co rút cơ nhẹ. Nhưng mà nặng hơn nữa là nó có hiện tượng co cơ và cứng cơ, đặc biệt là cơ cổ và cơ bụng ngực. Và nặng hơn nữa đó là nó co cơ hoành và nó co thắt cơ thanh quản. Cho nên người, nếu mà suy tuyến cận giáp, nếu mà không điều trị kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong vì suy hô hấp. Do đó người ta gọi hóc môn tuyến cận giáp đó là hóc môn sinh mạng của cơ thể, tuy là nó nhỏ nhưng mà đây là hóc môn sinh mạng của cơ thể. Và trường hợp này đó là trường hợp ưu nang tuyến cận giáp. Ưu nang tuyến cận giáp do nó huy động, do pH nó tăng tiết, cho nên nó huy động xương, huy động canxi từ xương ra trong máu, làm tăng canxi máu, cho nên cuối cùng bệnh nhân này bị loãng xương, bị rỗ xương, gọi là rỗ xương, tức là xương nó thiếu canxi cho nên nó bị rỗ, và bệnh nhân đau xương, triệu chứng đau xương, mỏi mệt. Rồi thậm chí khi mà nồng độ canxi máu nó cao thì nó sẽ thải qua đường thận, thì nó sẽ gây sỏi thận, hoặc là nó tổn thương các ống thận, gây suy thận. Đó là cái bệnh cảnh ưu nang tuyến cận giáp. Còn tiếp theo đó là mình nói về tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận thì có hai vùng, đó là vùng vỏ thượng thận và vùng vỉ thượng thận. Vùng vỏ thượng thận tiết ra ba loại hormone, đó là hormone ADH, hormone androstenedione, hormone cortisol và hormone androgen. Androgen là giống như là testosterone vậy. Thì trong trường hợp thiểu năng vỏ thì có trường hợp là suy thượng thận cấp và suy thượng thận mạn. Và trong trường hợp mà ưu năng vỏ thì đó là hội chứng cường vỏ thượng thận. Thì trong này trong cái
cái suy thượng thận cấp. Suy thượng thận cấp tức là nó giảm chủ yếu là liên quan đến cortisol. Thì ba hóc môn đó nhưng mà chủ đạo vẫn là hóc môn cortisol, thì suy thượng thận cấp thì cái lượng cortisol nó sẽ bị sụt giảm. Mà cortisol các em biết có vai trò nó làm tăng cái dương lực của mạch máu, tăng dương lực mạch máu. Thì cái trong trường hợp suy thận cấp này nó chủ yếu biểu hiện bằng giảm dương lực mạch máu, tức là nó làm cho bệnh nhân huyết áp bị tụt. À. Còn suy thượng thận mạn thì có cái bệnh cảnh gọi là suy thượng thận mạn thì nó sẽ có cái bệnh cảnh gọi là bệnh cảnh của bệnh Addison. Chủ yếu trong trường hợp này thì ngoài các dấu hiệu của cấp ra thì nó còn có cái dấu hiệu như đó là bệnh nhân bị sạm da. Tại vì sao bị sạm da? Bị sạm da tức là nó biểu hiện cái da bệnh nhân bị sạm, và đặc biệt các vùng có niêm mạc nhiều, ví dụ như miệng này, nấm vú, thì do cái hiện tượng cortisol nó sụt giảm, mà nó sụt giảm từ từ thôi, cho nên nó gọi là mãn tính đó. Thì nó sẽ khi cortisol nó sụt giảm thì nó sẽ kích thích tuyến yên tăng tiết ACTH. Cho nên khi mà ACTH tăng tiết đó, thì các em biết vai trò của ACTH rồi, thì nó sẽ đây là huyết áp bệnh nhân hạ này vẫn hạ đúng không, do giảm được lượng mạch máu mình không nói rồi, nhưng mà các sắc tố này nó kích thích ACTH, nó làm tăng cái sắc tố melanin, cho nên nó làm tăng cái nồng độ melanin trong ở sắc tố da, nên da bệnh nhân nó bị sạm và nó tập trung vào nhiều vùng như nấm vú và niêm mạc hoặc miệng. Trong bài cảnh này gọi là cảnh Addison, hay là gọi là hội chứng Addison. Còn liên quan đến hóc môn mà chuyển hóa muối đó là androsterone, thì các ưu năng các em biết rồi, vai trò của androsterone đó là tăng tái hấp thu natri, nhưng mà tăng đào thải kali ở ống thận, ống lượng xăng. Cho nên khi mà androsterone tăng hoặc giảm thì nó sẽ rất là quan trọng. Thì trong các androsterone này có hội chứng gọi là hội chứng cường androsterone tiêu hóa, hay còn gọi là hội chứng con. Khi mà tăng androsterone á thì nó sẽ tăng tái hấp thu nước, nó tăng tái hấp thu natri ống lượng xăng ống ốc. Thì khi mà natri tăng cao thì natri đi đâu thì nước theo đó. Như vậy khi mà natri máu tăng cao thì sẽ tăng giữ nước, cho nên huyết áp nó tăng. Đồng thời nó tăng đào thải kali, tức là lượng kali máu nó giảm. Mà khi kali máu giảm thì nó sẽ yếu cơ. Và đồng thời khi mà kali máu giảm kali máu giảm thì cái ảnh hưởng đến kali nội bào, tức là kali từ trong nội bào đi ra ngoài ngoại bào, tức là đi ra máu, thì nó sẽ rải ra dẫn lên một cái kìm máu nữa. Rồi tiếp theo liên quan đến một cái vỏ thượng thận nữa, đó là hội chứng kết sinh. Thì trong cái hội chứng kết sinh, trong cái phân nhóm về cái hội chứng kết sinh và bệnh kết sinh ấy, thì những nguyên nhân nào mà làm cho tăng cortisol do vỏ thượng thận thì người ta xếp vào nhóm hội chứng kết sinh. Còn những nguyên nhân nào làm tăng cortisol mà không phải do tuyến vỏ thượng thận mà do những vùng dưới đồi, vùng tuyến yên, thì người ta gọi là bệnh kết sinh. Em phân biệt hai dạng đó, ví dụ như hội chứng tăng tiết ACTH. Khi mà ACTH tăng tiết, hậu chứng tăng tiết ACTH là do bị ưu tuyến yên. Ưu tuyến yên nó tăng tiết ACTH thì nó kích thích vỏ thượng thận tăng tiết cortisol, nhưng mà không phải gọi là hậu chứng kích sinh, mà người ta lúc này người ta gọi là bệnh kích sinh. Thì các em biết rồi là hậu chứng kích sinh này như vậy là nguyên nhân do vỏ thượng thận bị ưu vỏ thượng thận này, hoặc là dùng corticoid lâu ngày thì nó cũng đều ra những cái sinh ấy. Thì bệnh nhân teo cơ là tại vì sao? Tại vì hóc môn vỏ thượng thận nó tác dụng là huy động, nó tăng sinh đường từ axit amin, cho nên bệnh nhân bị teo cơ. Cái thứ hai, nó huy động protein, cho nên bệnh nhân rất là dễ bị đạm da. Và các em biết rằng là trong xương thì cái thành phần chính của xương đó là protein, cho nên bị loãng xương. Rồi
Ngoài ra, trong hậu chứng kích sinh này, nó có vai trò của aldosterone nữa, cho nên nó làm tăng tái hấp thu natri, cho nên bệnh nhân bị tăng huyết áp. Và ngoài ra, nó có vai trò của nhỏ của androgen, cho nên bệnh nhân bị nổ mụn và rậm lòng. Ngoài ra, nó huy động axit amin để tăng sinh đường, cho nên nó là làm tổn thương hệ miễn dịch. Cho nên khi mà các vết thương này bị là nó rất là khó lành. Vết tắc này rất là khó lành. Ngoài ra một cái vai trò nữa, khi mà tuy là nó huy động axit amin nhưng mà nó lại có vai trò là rối loạn phân bố mỡ, cho nên nó sẽ mỡ tập trung vào vùng bụng này, vùng ngực và vùng vai, cho nên bệnh nhân này tay chân thì nhỏ nhưng mà bụng ngực thì to, mặt thì mặt tròn nhưng mặt căng rộng. Đó là những cái gì, hội chứng nào, chứng Addison. Còn bây giờ trong các cái vùng của vỏ thượng thận rồi, bây giờ nói về vùng tủy thượng thận, các trường hợp u tủy thượng thận thì liên quan đến adrenaline. Thì u tủy thượng thận có là tủy thượng thận nó sẽ tăng tiết adrenaline, thì nó làm cho huyết áp bệnh nhân tăng dữ dội và liên tục tim đập nhanh. Đó, cuối cùng bệnh nhân nếu mà không cắt cái u này thì bệnh nhân sẽ chết vì suy tim, đúng chưa? Rồi bây giờ hội chứng sinh dục thượng thận mà thầy nói hôm trước rồi, tức là nó bị khiếm khuyết trong một cái enzyme mà tổng hợp, trong cái quá trình mà tổng hợp hormone vỏ thượng thận, tức là nó không tổng hợp cortisol mà nó dồn qua nó tổng hợp androgen, cho nên bệnh nhân có hội chứng nam hóa. Tức là nếu mà ở trẻ nhỏ thì nó sẽ phát triển tuổi dậy thì sớm hơn so với bình thường và phát triển các đặc tính sinh dục phụ sớm hơn. Còn nếu ở nữ thì các hiện tượng nam hóa, tức là nữ mà họ mọc rau, mọc lông như thế nào đó, nó phát triển cơ bắp mà trước tuổi, cho nên cái nữ nhưng mà tay chân họ giống như tay chân của người đàn ông là nam hóa. Còn bây giờ mình nói về rối loạn tuyến tụy thì các em biết rồi, thì tụy tiết ra hai hormone chính, đó là hormone insulin, tức là có vai trò là giảm đường máu, và hormone glucagon, tức là có vai trò làm tăng đường máu. Thì chủ yếu là insulin nhé, là các em biết là khi mà insulin nó gắn với thụ thể thì nó là sẽ làm cho cái gluco nó đi vào được trong tế bào. Khi mà thiếu insulin ấy, thì gluco nó không đi được vào trong tế bào, trừ tế bào đó là tế bào não không cần insulin, nó vẫn thấm trực tiếp gluco vào trong tế bào não. Còn các tế bào cơ này, các tế bào khác nói chung là nó cần insulin để cho đường nó đi vào trong tế bào. Thì trong trường hợp này thì có hai cái hội chứng đó là hội chứng mà tăng đường máu, tức là đặc biệt hiện nay đó bệnh đái tháo đường tiếp 1, đái tháo đường tiếp 2. Còn khi mà có những trường hợp u tăng tiết insulin thì nó vẫn gây hại đường máu. Thì trong sau này các em sẽ sang năm là các em sập về bệnh bài tái tháo đường, hội chứng là glucose giảm máu thành sản xuất thay. Nhưng mà các em phải biết rõ là bất kỳ tế bào nào muốn glucose đi vào trong tế bào thì nó sẽ có tác dụng của insulin, và insulin nó gắn vào trong cái receptor của tế bào, thì lúc đó insulin nó mới tăng tính thấm của tế bào, nó đi vào tế bào được. Còn cái glucagon thì nó làm tăng phân hủy glycogen thành gluco giữa bữa ăn để đảm bảo rằng cái nồng độ gluco da máu mình ổn định. Ngoài ra cái vai trò của insulin nó có rất nhiều vai trò, thì các em phải coi lại trong sinh lý và sáng nay để mình chuẩn bị mình học bài tăng đường máu và hạ đường máu. Khi mà thiếu insulin thì nó dẫn ra tạo ra các biến chứng gọi là nhiễm toan cetone, là nhiễm toan axit lactic, rồi gây ra các dấu hiệu như ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và gầy nhiều. Đường nó không, thiếu insulin là đường nó không đi vào trong tế bào, cho nên tế bào đói. Cho nên bắt cảm giác ăn nhiều. Rồi khi mà đường ở trong máu quá cao thì nó vượt qua ngưỡng thận. Khi mà nó ngược qua ngưỡng thận thì nó sẽ gây ra triệu chứng là nó sẽ tăng áp lực thẩm thấu ở nước tiểu, cho nên nó kéo nước càng ra nhiều hơn, cho nên gây ra triệu chứng tiểu nhiều. Còn bệnh nhân ăn nhiều nhưng mà đường nó không đi vào được trong tế bào, cho nên bệnh nhân bị gầy nhiều. Ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều nhưng mà gầy nhiều. Đó là đái tháo đường tiếp 1. Còn đái tháo đường thứ 2 là nguyên liên quan đến người béo phì, tức là người ta ăn nhiều cho nên nó giảm thụ thể của insulin,
cho nên insulin nó tiết ra đủ nhưng mà nó không có tác dụng, cho nên nó vẫn gây ra tác dụng tiếp theo. Bài học đến đây xin hết. Các em có gì thắc mắc thì gửi qua mail, hoặc khi nào chắc có lẽ là hết tuần sau là dạy dạy bình thường rồi đó, cho nên có gì là các em gặp sẽ trao đổi lại. Xin cảm ơn. Dạ alo thầy ơi. Alo đây. Dạ cho lớp tụi em xin slide của thầy với nha. Thầy nói thầy không cho, nhưng mà thầy nói cái bài này là các em học trong bài quyển sách là sinh lý bệnh miễn dịch của Đại học Y khoa Hà Nội nha. Dạ. Cảm ơn thầy. Học trong đó là đủ rồi, trong này thầy chỉ tóm tắt sơ thôi, trong đó kiến thức rất là nhiều. Dạ dạ, cảm ơn thầy ạ.